Mến chào cô chú anh chị, rất vui được gặp lại cô chú anh chị trở lại kênh NLTK Bonsai. Hôm nay địa điểm em đi đến là cũng là địa điểm khá quen thuộc của anh Nam, tại ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thì trước khi bước vào trong thì mời cô chú anh chị mình cùng ngắm hoa mẫu đơn. Hôm nay nó nở rộ khá là đẹp cô chú anh chị ơi. Đây một cặp khá là đẹp rực rỡ luôn. Rồi chúng ta cùng bước vào bên trong để coi hôm nay anh Nam có gì nghe cô chú anh chị. Rồi chào anh Nam ơi. Dạ chào tất cả cô chú trên khắp mọi miền. Thì hôm nay em mới về một số mặt hàng cũng như là qua với Mỹ Nguyên Thủy và một số trang vàng lá nhỏ, trang đỏ lá nhỏ luôn. Rồi với số cây bonsai ha anh ha. Một số cây bonsai để phục vụ cho tất cả bà con mình. Qua với Mỹ Nguyên Thủy cũng là phôi ha anh ha. Phôi, ở đây đặc biệt em bán phôi. Rồi bước vào cây đầu tiên luôn anh Nam ơi. Rồi cây đầu tiên luôn anh Nam ơi. Cây đầu tiên là cây mã số 0. Là một cây trang đỏ lá chung. Đỏ lá chung ha anh ha. Rồi để em đo thông số nha. Và là vị trí đây là gần 33 mà hơn tính 32 thôi. Kéo thẳng thước luôn không anh? Thẳng thước. Rồi anh xoay mặt bên kia luôn đi anh ơi. Rồi cho cô chú anh chị mình thấy thực tế cái nha. Cái hoành đế tẩm của nó là 49. Rồi chiều cao luôn, chiều cao 27. Cây mã số 0 đầu tiên em xin giao lưu với giá là 3,7 triệu, em bao ship toàn quốc. Có ship chậu luôn không anh Nam? Cái này chắc em rút rút ra, chứ cái chậu xi măng này em xếp thì chắc nó cũng bể hết, để em rút ra bó bầu kỹ để đảm bảo cây cho khách. Rồi tiêu chí bên anh Nam thì bán cũng bao cây sống khỏe nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào có nhà ý ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976 900 992, số đó em cũng xài Zalo mà. Rồi đổi cây luôn anh Nam ơi. Tiếp anh Nam ơi. Tiếp theo là một cây mai, mã số là mã số A1 nha cô chú anh chị. Em xin đo hoành. Mai vàng miền Tây nha cô chú anh chị. Vị trí đây là 21. 21 thẳng thước. Lên trên cái nữa đi anh. Lên trên đây 14. Rồi. Nói chung cái cây này là em cũng chia của một ông bác, cây này cũng nằm chậu rất lâu năm nha cô chú anh chị. Chiều cao 60. Cái hoành cũ đặt luôn đi anh Nam ơi. Đo cho rõ cho cô chú anh chị mình dễ hình dung ra. Hoành củ đặc là 38. Rồi 38. Đường kính bầu là 30. Cái cây mã số A1 em xin giao lưu với giá là 2,2 triệu, em bao ship toàn quốc. Cây nó cũng muốn lên sầu hết anh Nam ha. Cây này muốn lên sầu hết rồi, rất là già cây, nó muốn vô chi cổ hết rồi. Cây này mình thấy bông anh Nam ha. Cây này bông là em bao bông là từ 5 tới 7 cánh cô chú anh chị ơi. Có 4 cánh không anh? Chắc không quá. Rồi. Tiếp theo là cây mai mã số A2. Một cây mai bonsai để bàn nha cô chú anh chị. Cây cũng khá là già luôn cô chú anh chị ơi. Cây nó rất là già cây, nhìn nó. Rồi thông số đi anh. Có duyên. Để em đo ngay chân cái chân eo này cái đi. 12. Rồi. Sát đó, cái ghế luôn đi anh. Đo đây tham khảo ha. Cái hoành chỉnh nó cho nó ra anh. Gần 14 mà thôi này tính 10 13 thôi. Em xin đo tổng hoành đế. Tổng hoành đế là 55. Rồi, chiều cao tham khảo cho anh Nam ơi. Chiều cao 44. Rồi, quay vòng báo giá luôn anh. Cây A2 này em xin giao lưu với giá là 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc. Tiếp anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 1 là qua giấy Nguyên Thủy nha cô chú anh chị. Qua giấy gì anh Nam? Qua giấy Mỹ Nguyên Thủy. Rồi, Mỹ Nguyên Thủy nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn anh ơi. Hoành của nó là 21, hoành đế 46, cao 49, giá 900k, em bao ship toàn quốc. Củ đế khá là đẹp luôn nghe cô chú anh chị.
Tiếp theo là mã số 2, hoành 16, hoành đế 50, cao 35. Em giao lưu với giá là 700k, em bao ship toàn quốc. Tiếp luôn này. Tiếp theo là mã số 3, hoành 15, hoành đế 57, cao 38. Em bao ship lộn. Giá là 700k, bao ship toàn quốc. Bữa nay quay vui vậy. Rồi, bữa nay hơi hài hước nha cô chú anh chị. Rồi, đổi cây anh ơi. Tiếp theo là mã số 4, hoành 18, hoành đế 40, cao 30. Giá của nó là 800k, em bao ship toàn quốc. Cây này là em bao sống khỏe luôn nha cô chú anh chị. Rồi, ra trời khá là mạnh nha cô chú anh chị. Rất mạnh. Rồi anh ơi. Tiếp theo là mã số 5, hoành 18, cao 34, giá 600k, em bao ship toàn quốc. Cây này dáng giống như một con thú nha cô chú anh chị. Thú này nằm ha, nằm ha. Thú nằm. Tiếp theo là mã số 6, hoành 16, hoành đế 40, cao 38, giá 600k, em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị luôn. Tới đầu giường luôn ha anh Nam ha. Tới giường luôn. Tiếp theo là mã số 7, hoành 19, hoành đế 47, cao 39, giá 900k, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 8, hoành 14, hoành đế 40, dài. Chiều dài của nó từ đây ra đây là nó 39 nha cô chú anh chị, giá là 700k, em bao ship toàn quốc. Cái cây hoa giấy này giống như một khẩu đại bác nha cô chú anh chị. Hướng về Biển Đông ha anh Nam ha. Đúng rồi, hướng về Biển Đông bảo vệ tổ quốc. Khá là hay luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 9, hoành 19, hoành đế là 34, cao 49, giá 1 triệu, em bao ship toàn quốc. Cây khá là lớn luôn cô chú anh chị ơi. Đo tham khảo anh Nam ơi. Để em đo cho cô chú anh chị mình tham khảo. 20 lận, mã này em tính có 19 thôi. Rồi, tất cả những cây phôi của bên anh Nam là đều đo trên ghế hết nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 10, hoành 17, hoành đế 49, cao 31, giá 900k, em bao ship toàn quốc. Nếu cô chú anh chị nào có nhà ý ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976 900 992, số đó em cũng xài Zalo luôn. Rồi, gặp anh em Lai Dung nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 1, hoành 17, cao 39, giá là 650k, em bao ship toàn quốc. Rồi, xin nhắc lại mã số 11 nha cô chú anh chị. Xin lỗi, số mã số 11. Tiếp theo là mã số 12, hoành 14, hoành đế 54, cao 40, giá là 700k, em bao ship toàn quốc. Giống như một con thú luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 13, hoành 18, cao 45, giá là 1 triệu, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 14, hoành 20, hoành đế 40, cao 59, giá là 1 triệu, em bao ship toàn quốc. Cây cốt cành bố trí tương đối đều nha cô chú anh chị. Để em đo cái cho mình, về mình ghép nha. Cho cô chú mà mình tham khảo. Đế sổ là 24. Rồi. Tiếp theo là mã số 15, hoành 16, hoành đế 45, cao 39, giá là 700k, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 16, hoành 14, hoành đế 40, cao 36, giá 600k, em bao ship toàn quốc. Cây khá là quái anh Nam ha. Cây này quái. Tiếp theo là mã số 17, hoành 16, cao 40, giá là 450k, em bao ship toàn quốc. Là 450.000 đấy anh Nam ha. Đúng rồi. Ừ. K 450k. Tiếp theo là mã số 18, hoành 15. Cao đó là 45, giá 600k, em bao ship toàn quốc. Giống như một con thú luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 19, hoành 16, hoành đế 50, cao 34, giá 600k, bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 20, hoành 14, hoành đế 45, cao 45, giá 600k, bao ship toàn quốc.
Nếu cô chú anh chị nào có nhà ý ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976 900 992, số đó anh cũng xài Zalo luôn. Tiếp theo là mã số 21, hoành 18, cao 40, giá 700k, em bao ship toàn quốc. Giống như một con thú luôn nha cô chú anh chị. Bỏ hai cái giò ha. Bỏ hai cái giò. Tiếp theo mã số 22, hoành 15, hoành đế 48, K39, giá 700k, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 23, hoành 14, hoành đế 48, cao 45, giá 700k, em bao ship toàn quốc. Cây này đế nó xe lộn nha cô chú anh chị. Nhìn khá đẹp khá quá. Cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 24, hoành 17, hoành đế 57, cao. Cao nó là 39, giá 800k, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 25 là kết thúc cái lô qua giấy Mỹ của em hôm nay. Là hoành 17, cao là 55, giá 850k, em bao ship toàn quốc. Cái này là hai cây em tháp vô một chậu nha cô chú anh chị. Mua một được hai nha cô chú anh chị. Hoành 17 là mình đo một cây ha anh Nam ha. Một cây này nè, một cây này ngay đây hoành 17, cây rồi. Này thì nó hơi nhỏ hơn. Rồi. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 26 là một cây qua giấy dạng qua lầu nha cô chú anh chị. Cây này cũng nằm chậu rất lâu nha cô chú anh chị. Dáng nó như một con rồng vậy đó. Rồi thông số luôn đi anh ơi. Hoành tại vị trí này nó là 47. Rồi 47 nha cô chú anh chị. Để em đo hoành đế tham khảo luôn cái ha. Hoành đế là 72. Rồi. Chiều dài nó là 150. Chiều cao luôn đi anh, chiều cao luôn đi. Chiều cao nó là 97. Rồi, cây có khuyết điểm, ưu điểm gì thì mình nói nha anh Nam. Cây này nó có bị một cái thẹo ở đây. Rồi, để em tiến gần lại. Nó đã thành đá hết rồi. Thường thì hoa giấy nó ưa có bị bể gì lắm nghe cô chú anh chị. Cây nào nó cũng vậy hết. Cây mã số 26, em xin giao luôn với giá là 6 triệu, em bao ship toàn quốc. Hoa giấy dạng hoa lầu nghe cô chú anh chị, giá 6 triệu bao ship toàn quốc. Cái này có thể làm cho dáng này được nha cô chú anh chị. Rồi. Nhìn cho nó hơi ngã cây xuống tí xíu ha anh Nam ha. Rồi, rồi sang vòng nữa đi anh ơi. Tiếp theo là mã số 27 là một cây chung nu nha cô chú anh chị. Cây này tại vì em cũng gấp quá chưa kịp bẻ sữa nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào có chốt thì về bẻ sữa ra một cái là cây này là nó ấm tàn nha cô chú anh chị. Rồi, cây nó cốt cành nó có sẵn cũng cái cốt cũng khá là lớn nha cô chú anh chị. Thông số luôn nên Nam ơi. Hoành tại vị trí này là nó 43. Rồi. Chiều cao luôn ha. Chiều cao đi anh. Chiều cao là 54. Rồi. Đo cái hoành cũ nổi ở trên cái chậu thôi anh Nam, tham khảo chơi thôi, chứ đế thì nó còn ra nữa. Hoành cũ nổi của nó là 76. Rồi, anh đo tham khảo chơi cái cốt cành số 1 lên nè. Số 1 ha. Ừ, cho nó được lớn. 17. Rồi, 17. Cây mã số 27 em xin giao lưu với giá là 4 triệu 500k, em bao ship. Cái này rồi em ship chậu luôn nha. Rồi 4 triệu 500k bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây nó có một cái thẹo nhưng mà cũng kéo khá là mạnh nha cô chú anh chị. Để em quay cận cảnh cho đây, cái thẹo này nó kéo rất mạnh. Rồi ở trên thì cũng còn một cái thẹo đầu thôi à, trên đây nè mà nó kéo khá mạnh dữ lắm, mạnh luôn rồi. Rồi mạnh đất rồi. 4 triệu 500k bao gồm phí ship toàn quốc nha, ship luôn chậu nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 28 cũng chung nu luôn nha cô chú anh chị. Cây này là siêu mini luôn nha, mình để bàn nha. Rồi, một cây chung nu mini nha cô chú anh chị. Cây cũng được định hình sẵn.
Vành của nó là 19. Rồi, 19. Cao 22. Cây mã số 28 này em xin giao lưu với giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc. Đo tham khảo vành đế cái anh nè. Cái này thì cái này nó ra hết luôn cái bầu này rồi. Cây này được rút trên chậu nghe cô chú anh chị. 45. Rồi. Đẹp hết nha. Tiếp theo là mã số 29. Là một cây trung nu luôn nha cô chú anh chị. Cây phôi. Cây này rất già cây, đế là nó đều hết bốn mặt. Em xin đo thông số. Tại vị trí này là 40. Cao 31. Cây mã số 29 em xin giao lưu với giá là 3.000.000, em bao ship toàn quốc. Hoành đế là nó đụng bầu hết nha cô chú anh chị. Rồi 92. Rồi cây nó có cái thẹo đó cũng không đáng ngại nha cô chú anh chị. Cây bonsai thường thì nó vậy nha. Mình lấy cái chi cành số 1 cho đó thì nó liền lực cái cây lại thôi. Cái thẹo đó là mình làm tới thịt tươi hết ha anh Nam ha. Cái này thẹo mình làm tới thịt tươi nè, nó còn đỏ ao hết đây. Rồi. Tiếp theo là mã số 30, cũng là một cây trung nu luôn. Cây này rất là già cây. Em xin đo thông số. Vị trí ở đây là nó 44. Rồi. Cao 33. Em đo cái hoành đế tổng, hoành đế nổi của nó 75. Rồi anh đo tham khảo cái phần ngọn của nó, cái hoành được nhiêu nè. Cây này cũng được nuôi khá là lâu rồi nghe cô chú anh chị. Gốc đọt nó còn 8 à. Dưới đây là 12. Rồi. Cây mã số 30 em xin giao lưu với giá là 3.500.000, em bao ship toàn quốc. Một cây chung nu nghe cô chú anh chị. À, nhìn rất là nu, rất là già luôn. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 31 là trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cây này là rất là già cây rồi. Vàng hay đỏ anh? Con trang đỏ lá nhỏ. Rồi nhắc lại là một cây trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Thông số luôn nè Nam ơi. Cái này em xin đo cái hoành tổng ở trước đây này là em đo hoành đế tổng luôn đi, sẵn đo hoành đế tổng luôn đi. Nó liền thối hết. Hoành đế tổng nó là 90. Rồi. Chiều cao là 73. Cây trang đỏ này em xin giao lưu với giá là 2.200.000, em bao ship toàn quốc. Anh đo tham khảo cốt đại diện cái anh Nam ơi. Này nó liền dưới đây luôn nè, không biết đo sao đo xích lên trên đây luôn chứ nó liền. Thì kéo thước được tới đâu thì mình đo tới đó thôi. 11. Rồi. Chứ dưới đây là lớn nữa. Liền hết thế anh ha. Bảo đảm cây này liền thôi. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 32 là cây trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi cây này mình chơi cây trực bay khá đẹp nha cô chú anh chị. Em không có thể cao à. Tại vị trí này là 21. Rồi xích xuống tí xíu luôn đi anh, đo cái cũ luôn đi, sẵn rồi đo cái cũ luôn. 46. Rồi. Chiều cao 77. Rồi chiều dài của cành bay luôn Nam ơi. Chiều dài cành bay em đo từ đây ra nha. 53. Cây mã số 32 em xin giao luôn với giá là 2.200.000, em bao ship toàn quốc. Cây khá là già luôn nha cô chú anh chị. Rồi đổi cây luôn ơi. Tiếp theo là mã số 33 cũng trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị.
Cây này có một cành phóng cũng rất là có duyên nha cô chú anh chị. Em xin đo hoành. Hoành ở vị trí đây là 16. Rồi 16. Nó nằm như một con thú luôn nha cô chú anh chị. Cao 47. Để em đo cái cành phóng ra. Cành phóng ra là 39. Cây mã số 33 em xin giao lưu với giá là 1.700.000, em bao ship toàn quốc. Cái cây này cũng khá là già cây ha anh Nam ha. Cây này là cây già cây, cây thiên nhiên. Tiếp anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 34, là cũng trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Em xin đo hoành nè. Hoành ở vị trí đây là 11. Rồi hoành 11 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 90. Tán ngang là 125. Cây mã số 34 em xin giao lưu với giá là 1.500.000, em bao ship toàn quốc. Rồi cái này nó giống như cái tán dù nha cô chú anh chị nha. Rồi tiếp luôn anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 35, cũng trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó một góc mà nó hai thân nha cô chú anh chị. Rồi một góc hai thân nha cô chú anh chị. Thông số đi anh Nam ơi. Hiện tại thì em đang đứng cách cái cây khoảng 4 mét nha cô chú anh chị. Tại mình đứng xa cho thấy tổng thể cái tàn của nó. Hoành là 13. Hoành 13 cho một thân luôn nha cô chú anh chị. Em đo cái cốt này luôn. 13 luôn. Rồi, hai cốt, mỗi cốt đều là 13 hết nha cô chú anh chị. Cái hoành đế nổi luôn nên Nam ai sẵn đâu hoành đế luôn đi hết lên trên nè. Hoành đế của nó là 105. Rồi, tán ngang luôn anh ơi. Tán ngang với chiều cao đi. Tán ngang là 104. Rồi, chiều cao luôn anh. Chiều cao là hết thước. Rồi chiều cao là hết thước dây nha cô chú anh chị. Rồi quay vòng đi anh, cái em tiến gần như trong cho cô chú anh chị mình tham khảo cái góc cái. Rồi. Cây mã số 35 em xin giao lưu với giá là 3.200.000. 3.200.000 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đây để em tiến gần lại cho cô chú anh chị mình coi cái góc của nó nha. Khá là già nua luôn. Cây này rất là già dặn nha cô chú anh chị. Do cây tàn nên không có dám làm xuống, bứng sao để vậy ha. Nếu cô chú anh chị nào có nhã ý ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976 900 992, số đó anh cũng xài Zalo luôn. Vàng xương nó cũng tương đối là dày đặc hết. Rồi, nó có cái nhánh tét đó có sao không mấy anh Nam ha? Cái nhánh này nó tét nhưng mà nó đã kéo lành hết trơn rồi nè. Rồi, nè. Tức là nó đã tét lâu rồi ha anh tét ha. Lâu rồi. Rồi. Rồi đổi cây luôn anh Nam ơi. Rồi tiếp anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 36, cũng trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó có một tán dù rất là có duyên nha cô chú anh chị. Rồi hoành luôn đi anh ơi. Hoành nó 13 rưỡi mà tính 13 thôi. Rồi 13 rưỡi tính 13 nha cô chú anh chị. Để em lo cái đoạn thoát thân nha. Thoát thân tới cái chấn 2 đó được rồi anh. Vậy là được rồi. Thì lên trên chắc nó hơn khoảng một tấc nữa chứ gì. Thoát thân của nó là 63. Rồi thoát thân 63 tới cái vị trí nó chia ra hai nhánh nha cô chú anh chị. Cái tán ngang của nó là 90. Rồi chiều cao tổng luôn đi anh. Chiều cao là 123. Chiều cao 123 nha cô chú anh chị. Cây mã số 36 em xin giao lưu với giá là 1.700.000, bao ship toàn quốc. Những cây này là cây thiên nhiên không anh Nam ha? Cây này là cây thiên nhiên không à. Rồi tiếp luôn anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 37, cũng trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Anh xin đo chiều cao trước đi. 128 chiều cao tổng nha cô chú anh chị, từ mặt bầu lên tới đỉnh. Để em đo cái đoạn thoát thân luôn.
tới đây đi ha. Ờ thốt thằng tới đó một cái thì lên trên cái luôn cho cô chú anh chị mình dễ hình dung. 36. Rồi lên trên luôn đi anh. Lên trên tới đây là 80. Rồi tán ngang. Tán ngang 80 luôn. Rồi, một cặp này em thấy khá là giống nha cô chú anh chị, cây 36 với cây 37 nha, đây cây 36 đây. Cây 36 37 cô chú có thể thắp một cặp đây. Đó nha. Đây là cây 37. Rồi, hoành thân luôn đi anh ơi. Hoành thân vị trí này nó gần 10 13 gữ thôi, tính 10 13 thôi. Rồi. Nó nằm như một con thú luôn nha cô chú anh chị, khá là già. Giống như một con thú luôn. Rồi, vậy rồi. Cây mã số 37 em xin giao lưu với giá là 1.700.000. Em bao ship tàu quá. Bông khá là nhiều cô chú anh chị. Bông rực rỡ nha cô chú anh chị. Đỏ lá nhỏ. Tiếp anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 38, cũng là trang cam cà rốt nha cô chú anh chị. Rồi màu cam cà rốt khá là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái này phải nói là siêu bông luôn đó. Đây để em quay cận cảnh cái bông cho cô chú anh chị mình. Đây đây đây, qua đây qua đây. Nè. Bông rất là nhiều mà nụ cái nè. Đạt luôn. Rồi. Em xin đo chiều cao trước đi. Để hồi mình đo cái trước. Chiều cao 90. Chiều cao là 90 nha cô chú anh chị. Tán ngang 100. Tán ngang 100. Em xin đo cái hoành đi. Em cái đài này là nó liền khối luôn nha cô chú anh chị. Rồi một góc liền mà chia ra hai thân nha cô chú anh chị. Gần 25 mà em tính 24 thôi. Rồi anh đo một thân lớn của nó đi anh, một thân lớn 16. Rồi 17 tức là mình tính 16 thôi. Cái cọng dây đó là mình chỉ chặn cái tàn cho nó dễ coi tí xíu thôi nha cô chú anh chị. Chứ mình kéo lại cho cái tàn gãy gom gom lại chút xíu thôi. Cây mã số 38 em xin giao lưu với giá là 2 triệu. Em bao ship toàn quốc. Rồi 2 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Một cây cam cà gót khá là lớn luôn. Đường kính bầu là ngang là 30. Còn nó dài đây là 40 nha cô chú anh chị. Cây này là cây thiên nhiên. Rất là già cây. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là một trang vàng lá nhỏ mã số 39 nha cô chú anh chị. Để em xin đo cái hoành nó trước. 11. Rồi hoành 11. Cao 80. Tán ngang 80 luôn. Cây mã số 39 em xin giao lưu với giá là 500.000. Em bao ship toàn quốc. Rồi giá quá dễ chơi cô chú anh chị ơi, 500.000 một cây bông trang vàng nha cô chú anh chị. Trang vàng lá nhỏ. Em xin nhắc lại hoành của nó là 11 nha. Đọc lại số điện thoại nữa anh Nam ơi. Nếu cô chú anh chị nào có nhã ý ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976 900 992. Số đó em cũng xài Zalo luôn nha cô chú anh chị. Tiếp luôn anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 40 cũng trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Em xin đo hoành. Hoành cái này là 12. Cao là 62. Tán ngang của nó 80. Cây mã số 40 em xin giao lưu với giá là 500.000. Em bao ship toàn quốc. Tiếp luôn Nam ơi. Tiếp theo là mã số 41 cũng trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Em xin đo hoành. Hoành vị trí này là 12. Rồi 12. Cao 70. Tán ngang 80. Cái này cũng 500.000 luôn nha cô chú anh chị. Mã số 41 500.000. Tiếp anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 42 cũng trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Em xin đo thông số. Hoành ở vị trí này là 13. Rồi hoành 13.
cao 65. Tán ngang cũng 80 luôn nha cô chú anh chị. Cây mã số 42 em xin giao lưu với giá là 500k luôn, bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 43, cũng chân vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Để em đo thông số trước. Vành ở vị trí này là 13. Vành 13 nha cô chú anh chị. Cao 72. Tái ngang 80 luôn. Cây mã số 43 cũng 500k luôn nha cô chú anh chị. Để em đo thử cái đoạn thoát thân của nó. Thoát thân là 23. Rồi cái lô trang vàng này là đồng giá hết anh Nam ha. Đồng giá 500k. Rồi mỗi cây đều là 500k nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 44, cũng trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Em xin đo thông số. Hoành là 14. Hoành 14. Rồi. Chiều cao 77. Tán ngang cây này 85. Giá cũng 500k luôn nha cô chú anh chị. Mã số 44. Tiếp theo là mã số 45, cũng trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Xin đo thông số. Vị trí đây là gần 14 mà thôi, tính 13 thôi. Rồi gần 14 tính 13 nha cô chú anh chị. Chiều cao 70. Cao 70. Tán ngang là 80. Rồi quay vòng luôn đi anh. Mã số 45 giá cũng 500k luôn nha cô chú anh chị. Anh đọc số điện thoại lại cái nữa đi Nam. Nếu cô chú anh chị nào có nhà ấy ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976900992. Số đó em cũng xài Zalo luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 46, cũng trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Em xin đo thông số. 12. Rồi 12. Chiều cao 70. Tán ngang 80. Cũng 500k luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 47, cũng kết thúc cái lô trang vàng của em hôm nay luôn nha cô chú anh chị. Em xin đo thông số. Hoành ở vị trí đây là 12. Cao 70. Tán ngang 85. Cây mã số 47 cũng đồng giá luôn, 500k luôn nha cô chú anh chị. Kế tiếp là cũng trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Mã số 48. Cây này là cây thuần chậu nha cô chú anh chị. Cây thuần chậu nha cô chú anh chị. Thông số luôn đi anh Nam ơi. 13. Rồi, quanh 13. Chiều cao là 105. Tán ngang luôn đi anh. Tán ngang 65. Cái đoạn thoát thân của nó tới đây là nó 27. Rồi 27, tàn này khá là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó ra cái đợt đọt này là nó có hoa luôn nha cô chú. Cây mã số 48 em xin giao lưu với giá là 1.700.000. Em bao ship toàn quốc. Cái này làm chú ship chậu luôn nha cô chú anh chị. Chậu này cái chậu nhựa. Rồi. Tiếp anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 39, cũng là trang trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Em xin đo hoành nè. Hoành là 16. Ủa có lộn về cái mã số cây không à? Mã số 49. Thoát thân của nó là 29. Chiều cao 100. Rồi. Cây mã số 49.
em xin giao lưu với giá là 1.800.000. Rồi, do ghi lộn cái mã số nha cô chú anh chị, cây này là mã số 49 nha cô chú anh chị, em xin nhắc lại nha. Tái ngang là 80. Rồi, cái cây em thấy nó chạy chạy chỗ này nó có sao không hả anh Nam ha? Ở đây đây, đây là nó vẫn sống khỏe đây. Xanh vàng hết. Rồi đây. Rồi. Cái cây nó lớn nó bung ra thôi ha. Ừ, cây nó già, cây nó lớn nứt già. Rồi. Hoàn toàn mấy cây này là cây thuần chậu hết nha cô chú anh chị. Rồi xin nhắc lại mã số là 49 anh Nam ha. Mã số 49. Là một cây trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đỏ lá nhỏ, hai cây này có thể mình tháp một cặp được nha cô chú anh chị. Rồi mã số 48 và 49, hai cây nó cũng na ná giống nhau nha cô chú anh chị. Cái này cũng xếp chậu như cây rồi luôn ha anh Nam ha. Xếp chậu luôn, tại vì cái chậu này chậu nhựa. Rồi đổi cây luôn đi anh ơi. Rồi tiếp luôn anh Nam ơi. Tiếp theo là mã số 50, cũng là mã số cuối cùng của clip em ngày hôm nay luôn. Là một cây linh sam lá gí. Cây này cây thành phẩm rồi nha cô chú anh chị. Em xin đo hoành. Đo ở đây một cái thì xích lên trên một cái. 31. Rồi 31. Xích lên cái cho tham khảo. 24, gần 25 mà tính 24 thôi. Rồi. Cái ngang của nó là 50. Dài của nó là 80. Rồi. Cây này cái dáng bay dáng đổ gì em cũng chưa biết nữa nè. Rồi không gành lắm nha, nhờ dạ. Cô chú anh chị mình nhận xét kỹ là giùm ha. Còn mấy cái mặt keo này á thì nó đã kéo rất mạnh. Rồi, khi mà cô chú anh chị nào chốt thì mình xử lý keo mới lại làm ha. Nếu cô chú anh chị chốt em sẽ gọt, em xử lý tha keo hết. Kéo lên khá là kéo mạnh. Rất mạnh. Rồi cây này thì nó hơi thiếu cái phần ngọn tí xíu cô chú anh chị, còn nhiêu là nó hoàn thiện gần 80% mà nha. Cái cây mã số 50 này anh xin giao lưu với giá là 7.200.000. Em bao ship toàn quốc. Có ship chậu không Nam ha? Không, tại vì cái này nếu mà ship chậu là cái chậu này chậu xi măng, ship chậu nó bể hết, nó cũng mất sức cây lắm. Rồi thôi, cây khá là đẹp nha. Em nhổ ra bó bầu để đảm bảo. Rồi xây vòng nữa đi anh Nam ơi. Mã số 50 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 7.200.000, em bao ship toàn quốc. Nếu cô chú anh chị nào có nhã ý ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0976900992. Số đó em cũng xài Zalo luôn nha cô chú anh chị. Cây này là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay, thì em cũng rất chân thành cảm ơn cô chú trong thời gian qua đã ủng hộ em. Và em cũng mong rằng clip này cô chú cũng tiếp tục ủng hộ để em có thêm động lực săn những cây đẹp và quyết hơn để phục vụ cho tất cả cô chú ạ. Rồi. Xin chào ạ, và hẹn gặp lại ạ.